cử nhân vẫn phải đứng đường xin việc. 199.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp. Đến thời điểm này, con số đã tăng lên thành 225.500 người. Khó khăn khi xin việc, thậm chí là thất nghiệp sau khi ra trường đã và đang là tình trạng mà nhiều sinh viên gặp phải. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam sáng nay đã tổ chức tuyển dụng gần 60 doanh nghiệp ở các vị trí công việc khác nhau trong chương trình kết nối doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự. Từ năm nhất, học viên đã được truyền thụ kiến thức kinh doanh thực tiễn từ 100% doanh nhân. Đây là mô hình còn khá mới ở Việt Nam. Trường doanh nhân CEO Việt Nam đã bắt đầu áp dụng mô hình này vào chương trình đào tạo chủ doanh nghiệp tương lai và được kỳ vọng sẽ cho những kết quả rất tích cực. Với mô hình này, các sinh viên theo học tại trường sẽ được thiết lập lịch trình một ngày từ 5 giờ 30 phút sáng đến 22 giờ 30 phút tối để rèn luyện thói quen tốt, kỷ luật tốt, hành động tốt để hướng tới toàn diện 3 yếu tố thân, tâm, tuệ. Rèn thân kỷ luật, tâm yêu thương và tuệ khai phóng. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global được sáng lập bởi ông Ngô Minh Tuấn, vận hành bởi triết lý giáo dục thân, tâm, tuệ. Với hai chương trình huấn luyện, quản trị kinh doanh Business One dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân trong tương lai. Quản trị kinh doanh Business Boss dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có định hướng kế thừa doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trong tương lai. Học viên có cơ hội nhận ngay học bổng lên đến 40 triệu đồng khi xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn đầu vào trực tiếp cùng doanh nhân. Số lượng chỉ tiêu có giới hạn, tìm hiểu ngay về trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global tại website www.truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn hoặc hotline 24/7 1800 577722.